Hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp bạn nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình trong tháng 7 âm lịch. Qua phần luận giải tử vi chi tiết cho quý vị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng này, quý vị sẽ biết được vận hạn, khó khăn cũng như là cơ hội của mình, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi chính xác, vững chắc trong tháng 7 này. Tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp tất cả quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện, đó chính là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để có được những luận giải này, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi sao hạn và sao chiếu theo năm của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mà luận giải hết sức đầy đủ, chi tiết và chính xác. Qua việc xem tử vi, thầy Gia Cát cũng sẽ chi tiết cũng như là tiết lộ cho quý vị một cách hết sức đầy đủ để quý vị có được những bước đi đột phá trong tháng 7 âm lịch này, đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải sau hạn tử vi cho tất cả quý vị. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi trong tháng 7 âm lịch cho những quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mệnh đại hải thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc cứ bất ngờ tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương. Trong tháng này, tử vi của những người tuổi Quý Hợi rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ thua thiệt. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này khá khó khăn đối với mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp đủ chuyện phiền phức, rắc rối và không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng vẫn không được như ý. Trong tháng, khối lượng công việc tăng lên, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều. Sự nghiệp của tuổi Quý Hợi khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất kỳ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ lại càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt và không muốn giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
hãy có cách cư xử khéo léo, việc này để mọi việc không đến mức là đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ nên vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền để không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè thay vì chọn một khoản vay. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Quý Hợi theo tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ Quý Hợi thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Các quý vị gia chủ Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vợ chồng của người tuổi Quý Hợi thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên rất dễ rạn nứt. Đôi bên cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu không bạn vẫn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người mà bạn thương mến sẽ đến với người khác. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 7 âm lịch này, và hy vọng rằng thông qua những kiến thức mà chúng tôi vừa mới chia sẻ tới tất cả quý vị thì chúng ta sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch này với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống thì đôi khi có những khó khăn chính là để thử thách chúng ta lớn lên và hoàn thiện bản thân mình hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.